đặt câu hỏi là anh Phương đang sử dụng những thiết bị gì mà nó hay như vậy. Đúng không ạ? Thì đơn giản thôi các bác. Hiện tại anh Phương đang đánh một cặp loa B3 kép bát 2 bát 40. Loa này anh em đánh ở sân vườn hoặc là đánh sự kiện rất là tốt. Hoặc là anh em nào phòng khách rộng, chúng ta sử dụng một đôi này không cần phải súp. Và đặc biệt là bộ cấu hình ngày hôm nay anh Phương đang đánh rất là đơn giản thôi. Đó chính là anh Phương đang test nhanh một cục đẩy 20 sò sắt PRK PKB. Cục đẩy với công nghệ của Mỹ. Hôm qua anh Phương đưa lên thì ngày hôm nay đã có một bác khách hàng ở Gia Lâm, Hà Nội đã chốt nhanh một con đẩy này. Còn một con đẩy nữa là MA3600. Con này đánh rất xuất sắc. 20 sò sắt, giá hiện tại chỉ có trên dưới 7 triệu đồng các bác nhé. Cũng không phải nhiều tiền lắm, nhưng mà công suất của nó thì đánh thoải mái cho những cặp loa công suất lớn. Đấy. Ok. Và chính là ngày hôm nay thì xin thưa các bác là anh Phương đang test, cũng test tiếp những cái con lọc hàn để chuẩn bị lên đường. Thì đây là con lọc MEQ730, dòng lọc đời cao, với tất cả là 10 năm giải cần cho mỗi một vế. Chúng ta có thể cân chỉnh và lọc nhạt chi tiết những cái giải tần tốt nhất. Ví dụ như giải bát, chúng ta có thể đẩy giải bát lên, giải bát sâu, giải bát nhuyễn. Đấy. Ví dụ bát chúng ta chỉnh từ 25Hz cho đến 160Hz, tức là đây là giải bát sâu. Giải trung trầm là từ 160 cho đến khoảng độ 400, đây là giải trung trầm. Còn giải trung cao của chúng ta là từ 400 cho đến 1.6 kHz. Còn chúng ta có giải chép, giải chép nhuyễn từ 10 kHz cho đến 16 kHz. Tùy theo tai chúng ta nghe, nếu chúng ta nghe chúng ta có thể cân chỉnh cái giải trung này thấp xuống một chút thì cái nhạc nó sẽ mềm mại hơn và êm hơn rất nhiều. Đấy. Ở đây chúng ta có hai vế độc lập để cân chỉnh cho từng vế một. Đây là chiếc lọc hàn phải nói rằng đẹp như mới. Con lọc này chuyển về Thanh Hóa các bác nha. Đây là các đường tín hiệu đầu vào này. Đây là đầu vào bằng rắc ca lông hoặc đầu vào bằng rắc 6.5. Còn đây là đường ra của nó, có thể bằng rắc ca lông hoặc rắc 6.5. Rất dễ sử dụng. Hiện tại thì con lọc này anh Phương vẫn còn một con nữa, 730. Đấy. Toàn bộ những thiết bị âm thanh ngày hôm nay đang chuẩn bị lên đường rất là hay. Các bác chỉ cần nghe qua đã thấy độ chất của nó rồi, đúng không? Lọc thì anh Phương còn nhiều, các bác có thể theo dõi video để chúng ta có thể tuyển cho mình những con lọc với giá thành tốt nhất và với chất lượng âm thanh hay nhất. Trong bộ cấu hình âm thanh thì anh Phương vẫn tư vấn cho các bác là một cục đẩy 3 hoặc 4 kênh, một vang số, một bộ mic xịn, một đôi loa, một cục súp hơi với lại hoặc một cục súp điện. Súp điện thì chúng ta dùng đẩy 2 kênh hoặc là thêm một con lọc. Còn những cái sản phẩm ví dụ như là nâng tiếng hay là những cái thiết bị nén tiếng vân vân thì em nghĩ rằng những cái sản phẩm đấy nó chưa phải là mức độ cần thiết. Nhưng mà cái lọc này bao giờ cũng phải đứng đầu các bạn. Cho lọc xịn vào đánh tiếng rất là hay. Chúng ta thấy rằng những con lọc này nó đập chết những con lọc của Trung Quốc luôn các bạn. Lọc Trung Quốc chỉ nhiều cần gạt, nhiều anh em bình luận đấy. Ví dụ như 2231 hay là lọc B3 vân vân, những cái lọc đấy chủ yếu là nhiều cần gạt thôi. Chứ còn tác dụng của nó trong bộ cấu hình âm thanh hoặc là xử lý âm thanh thì nó không mềm mại êm ái như những chiếc lọc hàn bãi này được các bạn. Cho nên các bác lựa chọn chính xác những sản phẩm để cho nó phù hợp với giá thành và với bộ cấu hình của mình, đầu tư cái gì là cái có hiệu quả nhất. Hãy liên lạc với anh Phương với số máy 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt các bác.